dân chủ và đa đảng ở Việt Nam. Tóm lược bài viết của Phạm Trần. Ít lâu nay ở Việt Nam, nảy sinh phong trào thi đua nói về dân chủ và đa nguyên đa đảng. Để căm phẫn, xuyên tạc, đòi hội đảng phải từ bỏ độc quyền lãnh đạo và trả lại quyền làm chủ đất nước cho dân qua bầu cử tự do. Người đầu tiên phải kể là ông Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn Phú Trọng. Ông nói cách này hai năm rằng đứng đầu mà độc đoán, chuyên quyền thì hỏi liệu có dân chủ được không? Dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, bởi một đất nước mà không kỷ cương thì không thể phát huy được dân chủ. Tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 28 tháng Giêng 2016 tại Trung tâm Báo chí, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Khi ấy, ông Trọng vừa tái đắc cử chức Tổng Bí thư tại phiên họp đầu tiên của khóa Đảng 12. Và đó là đáp số của câu hỏi do thông chính viên Pháp AFP Agent France First, đặt ra. Thưa Tổng Bí Thư, ông có nghĩ rằng dưới sự lãnh đạo của ông, Việt Nam sẽ phát triển giàu mạnh và dân chủ hơn không? Hơn hai năm sau, chứng độc đoán của ông Trọng đã vạ vào miệng ông ngày 17 tháng 6 2018, khi ông gọi hàng trăm ngàn người dân biểu tình chống luật an ninh mạng và dự luật đặc khu trong 2 ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2018 từ Sài Gòn ra Hà Nội và tại nhiều thành phố khác là thành phần bất hảo, nghiện hút ma túy, trộm cắp đủ các kiểu. Cho nên phải có luật để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Xem những thành phần bị công an bắt là ai? Toàn là bất hảo cả theo VTC News và Zin.vn. Ngày 17 tháng 6, 2018, trong số những người xuống đường biểu tình có cả trẻ em, phụ nữ, chân quê, dân lao động, người già, tu sĩ và nhiều trí thức giỏi và chân chính hơn ông Trọng, mà ông cả gan gọi họ là bất hảo cả, thì ông Trọng có độc đoán và chuyên quyền hay không? Cũng trong lần họp báo ngày 18 tháng Giêng 2016, ông Trọng nói có sự kết hợp giữa danh sách giới thiệu của khóa trước với danh sách đề cử, ứng cử tại Đại hội 12. Cũng có trường hợp do Trung ương giới thiệu nhưng không trúng cử, lại có trường hợp Đại hội giới thiệu và trúng cử. Như vậy, Đại hội Dân Chủ đến thế là cùng. Không có Dân Chủ nào hơn, Đại hội đã biểu thị rõ tinh thần Dân Chủ, đoàn kết, kỷ cường, trí tuệ. Và như trước đây, khi ông Hồ Chí Minh, người lập ra đảng Cộng sản Việt Nam hô hoán rằng nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, là ông muốn cho dân nghe khoái lỗi tai thôi. Thực chất, như lịch sử đã chứng minh cho đến tận khóa đảng 12, thời ông Nguyễn Phú Trọng, Dân chưa được làm chủ đất nước bao giờ, mà chỉ được ăn những chiếc bánh vẽ trên giấy nhưng đảng đã thẳng tay giành quyền của dân cho bản thân lãnh đạo. Chẳng hạn như đảng chưa hề được dân bỏ phiếu bầu cầm quyền hay ủy thác chọn lựa để chế bao giờ trong điều 4 hiến pháp 2013 rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Hay như trong Điều 53 khi nói về quyền làm chủ đất đai, đảng cũng hớt tay trên ngay trước mắt người dân. Điều này viết đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do nhà nước đầu tư quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Như vậy thì dân chủ ở đâu? Người dân là chủ nhân của đất nước hay là nô lệ của đảng? Ăn gì, nói bừa, ấy thế mà mới cách này 8 năm thôi, mọi người đã phải thất kinh khi đọc bài viết rất hồ hởi để tự ca dân chủ ở Việt Nam của bà tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nước. Khi ấy, bà viết trên báo Nhân dân ngày 5 tháng 11, 2011, nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã đang phát triển lên tầm cao mới khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản, nhưng chưa tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu đúng về dân chủ đi liền với kỷ cương, nên một số người đã cố tình lợi dụng dân chủ để gây rối, chia sẻ làm tác động xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Nhưng lịch sử nào đã chọn Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước hay nhân dân Việt Nam đã bị phong trào Việt Minh do ông Hồ lãnh đạo, đánh lừa trong cuộc kháng chiến chống Pháp, giành độc lập, rồi sau đó cướp chính quyền hợp pháp từ tay Thủ tướng Trần Trọng Kim năm 1945. Có giỏi các nhà viết lịch sử Cộng sản hay đội ngũ tuyên truyền tuyên giáo hãy chứng minh ý nguyện của nhân dân Việt Nam. Khi ấy là nhân dân nào đã trao quyền cho ông Hồ Chí Minh vào lúc chính phủ Trần Trọng Kim và triều đình Huế của vua Bảo Đại không có vũ khí và quân lính bảo vệ. Chỉ sợ mất quyền Ngoài lập luận trên, tuyên giáo đảng tiếp tục loan truyền các bài viết bảo vệ quyền cai trị độc tôn cho đảng và chống phá tư tưởng đòi thiết lập nhà nước, thật sự của dân, do dân và vì dân. Thay cho chính phủ, dân chủ trá hình Cộng sản Việt Nam, bằng chứng như bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hưởng trên báo của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 18 tháng Giêng năm 2011. Ông Hưởng đã lưu loan rằng: Toàn bộ quá trình cách mạng Việt Nam và hoạt động của nhà nước Việt Nam mới là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nên chính trị của nước ta vẫn là nền chính trị nhất nguyên. Chế độ chính trị đó là do nhân dân ta tự lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc dưới sự lãnh đạo duy nhất của đảng cộng sản việt nam sự nghiệp cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia dân tộc và toàn thể nhân dân lao động việt nam nhân dân ta thực sự được làm chủ cuộc sống của mình được sống cuộc đời tự do hạnh phúc nhân dân nào chọn đảng lãnh đạo và chủ nghĩa cộng sản quyền tự do của dân ở đâu và hạnh phúc ở chỗ nào trong hoàn cảnh kinh tế hay chính trị hiện nay. Ai cũng biết dân Việt Nam không có tự do báo chí và tự do tư tưởng, không có quyền lập hội, hội họp hay biểu tình như hiến pháp quy định. Mọi sinh hoạt của dân bị kiểm soát, kể cả tín ngưỡng, tôn giáo. Họ bị đàn áp khi biểu tình bày tỏ nguyện vọng hay khiếu kiện đòi công bằng. Thậm chí, dân còn bị đàn áp giả mang khi xuống đường biểu tình chống tàu xâm lược hay lên án lính tàu bắn giết đánh đập hay ngăn chặn đâm chìm tàu đánh cá của ngư dân việt nam hành nghề ở biển đông hậu quả theo hù hòa phản động của ông hưởng thì điều dẫn đến sẽ là đất nước diễn ra cảnh hỗn loạn mất ổn định làm đổ vỡ nền kinh tế rơi vào thảm họa như đã từng xảy ra ở một số nước thảm họa đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân nhân dân chỉ là cái cớ cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái. Rút cuộc, Việt Nam không còn là đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội. Mỗi thành quả cách mạng của nhân dân ta bị tiêu tan, huỳnh hoàng như thế, rồi ông ta lại phân bùa. Ở Việt Nam không thực hiện chế độ đa đảng, không phải vì chúng ta bảo thủ, mất dân chủ, như các thế lực thù địch cố tình xuyên đạt mà đó là yêu cầu. Khách quan là vì sự ổn định và phát triển của đất nước, vì sự phát triển của nền dân chủ và hạnh phúc của nhân dân. Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định, bảo đảm sự ổn định và phát triển, tiến tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nếu đã ăn chắc như thế thì liệu ông hưởng và những cái loa tuyên giáo có dám suối đảng thực hiện cuộc trưng cầu ý dân có quốc tế và liên hợp quốc kiểm soát xem có mấy phần trăm dân còn muốn cho đảng tiếp tục cai trị và áp đặt chủ nghĩa ngoại lai cộng sản việt nam mark lenin ở việt nam